Quê nhà một lần ra đi, một lần vĩnh biệt. Tác giả Cao Hoàng Năm 1978, ông bỏ vùng kinh tế mới vì không chịu nổi cảnh khắc nghiệt, bệnh tật, đói khát triền miên. Trên kinh tế mới chỉ có hai cha con. Con trai 17 tuổi đã tự biết lo cho mình. Ông dặn nếu sau 15 ngày khi đi công tác xã hội chủ nghĩa về nhà mà không thấy ông, thì hãy tìm cách trốn về thành phố ở với má. Vì có thể ông sẽ không còn trở lên. Nhưng nếu đi cả hai cha con cùng lúc thì dễ bị bắt lại, rồi bị làm khó dễ đủ điều. Khuya đó ông băng rừng đi đường tắt hơn 10 km xuống làng để đón xe lửa về Nha Trang dù nhà vợ con ông vẫn còn ở thành phố nhưng ông không dám về vì sợ phường khóm làm khó dễ rồi có thể vì ông mà họ bắt cả nhà đi kinh tế mới thì khổ chồng thêm khổ bởi đã có rất nhiều gia đình khi bỏ vùng đều bị bắt trở lên hoặc phải đi vùng kinh tế mới nơi khác chứ không được ở lại thành phố nên ông chỉ ở tạm nhà người quen đôi bữa rồi ra ga xe lửa sống và vật làm thuê lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Đến tối thì thuê chiếu ngủ qua đêm, hay có khi ngủ tạm dưới hiên nhà ai đó. Không lâu sau, ông quyết định vào Sài Gòn bằng cách đi xe lửa trốn vé. Cứ hễ gặp kiểm soát viên trên tàu là ông lủi qua toa khác hoặc đu bên ngoài thành tàu Bằng cách đó rồi ông cũng tới Sài Gòn, nơi ông sinh ra và lớn lên, rồi gia nhập không quân Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó vẫn còn vài nhà người bà con là em gái và nhà người anh cùng mẹ khác cha của ông. Nhưng thời đó nhà ai cũng khó khăn, nên ông chỉ sinh ở tạm mỗi nhà vài hôm. Rồi ông dạt xuống Long An ở nhờ nhà một người bạn cũ cũng chỉ khoảng hơn một tuần. Sau đó ông quay lại Sài Gòn tá túc thêm nhà bà con một thời gian. Đầu năm 1979, ông trở ra thành phố Nha Trang, nhưng cũng tìm nhà người quen xin tá túc đỡ, nay nhà này, mai nhà khác. Thi thoảng lửa lúc trời tối, ông tạt qua nhà thăm mấy đứa con, rồi lại đi ngay. Thằng con trai lớn cùng đi kinh tế mới với ông. Nó cũng trốn thoát khỏi vùng kinh tế mới và đang làm thuê cho một tiệm bánh kẹo gần nhà, nên ông cũng yên tâm. Cứ vậy cho đến một hôm ông gặp một người bạn cũ làm công chức trước 75, đang làm việc ngoài nhà máy xi măng hòn khói Ninh Hòa, cách Nha Trang khoảng 50 km. Sau khi nghe ông kể câu chuyện của mình, người bạn mới xin dùng một công việc cho ông làm tại nhà máy xi măng để ông có công việc tạm thời và có chỗ ăn chỗ ở khỏi di chuyển nay đây mai đó công việc đơn giản nhưng rất cực nhọc là bóp vắt đá san hô từ ngoài biển vào nhà máy vậy là ông có công việc và có chỗ ăn ở tạm thời rồi tính tiếp làm được vài tháng thì người bạn tới gặp ông và nói với ông là sắp có chuyến vượt biên chủ tàu nhờ tìm giúp một người nói giỏi tiếng anh pháp sẽ cho đi miễn phí người bạn hỏi ông có muốn đi không ông gật đầu không cần suy nghĩ vì nếu ở lại thì cuộc đời ông không biết về đâu công việc bốc vác đá quá nặng nhọc chỉ làm tạm trong thời gian trốn tránh mà thôi ông từng du học mỹ và từng làm thông dịch viên nên chuyện giao tiếp không thành vấn đề ông nói với người bạn là hãy nói giúp để cho ông dẫn theo một đứa con người bạn lắc đầu không được đâu tại mỗi người đi tính theo đầu người là hai cây vàng họ ưu tiên chỉ một người biết nói rành ngoại ngữ nên không thể cho ai theo cùng kể cả vợ hay con cái rồi thì cái ngày ông mong chờ cũng đã đến Cuối cùng ông cũng được lên tàu cùng cái áo thung trắng rách tả tơi đã ngã màu cháo lòng. Và cái áo nâu sầm cũ kỹ mà ông được một sư thầy cho khi ông xin vào chùa xin tá túc vài hôm lúc ông còn rầy đây mai đó. Và bây giờ nó theo ông lên tàu để ra đi cùng với khoảng trên dưới 40 người trên hành trình đi tìm bến bờ tự do. Ở Khánh Hòa thì hướng đi trực chỉ hải phận quốc tế rồi qua phi luật tân. Nên không sợ chuyện cướp biển giết chóc hay cướp bóc như đi vượt biên ở miền Nam, miền Tây thường phải đi qua Vịnh Thái Lan. Bởi đã có rất nhiều thuyền nhân bỏ mạng vì lũ cướp biển tàn bạo. Tàu vượt qua hải phận thì bị chết máy, phải thả trôi theo dòng nước lên đền vô định. Ngày qua ngày đêm qua đêm nối tiếp nhau trong sự lo lắng sợ hãi của những người trên tàu. Những người vượt biên khá giả thường chuẩn bị khá nhiều lương thực cho riêng gia đình họ. Còn ông thì không có gì ngoài bộ đồ rách mặc trên người. Chủ ghe có khi cho ông ăn ké nhưng rồi thức ăn ai cũng dè sẻn vì đã gần cạn kiệt. Tàu trôi dạt được mười mấy ngày thi thoảng có tàu quốc tế chạy xa xa nhưng thường là đi luôn ông ngồi co ro một góc tàu rồi đói quá buộc ông phải đi hỏi xin đồ ăn của những người trên tàu có khi có người cho một ít thức ăn cũng có người thì liếc xéo lẩm bẩm đã đi ké mà còn không biết chuẩn bị đồ ăn toàn đi xin ai đâu có nhiều mà cho rồi có người thì lớn tiếng xua đuổi ông lại quay về góc tàu ngồi với gương mặt buồn bã và im lặng. Ông nhớ vợ con, nhớ những ngày còn trong quân ngủ. Rồi ông nhớ vùng kinh tế mới gian khổ đọa đầy. Có lần đói quá, ông nhìn thấy con rắn lục đu đưa trên cây gần nhà. Ông khều nó xuống và chụp lấy. Nó bất ngờ mổ vào cánh tay ông. Ông phải thả nó ra rồi tự nặng máu cho ra bớt chất độc may mắn ông không chết sau khi bị rắn lục cắn nhưng chỗ cắn thì sưng lên bầm tím cả tuần lễ tay chân như tê dại không cử động nổi có khi sốt mê man không biết gì thằng con ông cứ lấy đại lá rừng nhai nát rồi đắp lên chỗ sưng vậy mà rồi cũng khỏi chắc mạng ông còn lớn ông nghĩ rắn độc cắn còn không chết không lẽ bây giờ phải bỏ mạng ở đây ngay trên cái đại dương mênh mông này ông nhớ những đêm khuya hai cha con ông mỗi người một gánh củi băng rừng gánh xuống thị trấn ninh hòa cách mười mấy cây số để bán rồi mua gạo về ăn đường rừng tăm tối những bờ ruộng hoang đầy cỏ trơn trượt bé xíu gập ghềnh hai cha con té lên té xuống sương lạnh lẫn mồ hôi rồi bùn đất ướt cả áo quần vậy nhưng vẫn cắn răng mà gánh đi rồi ông lại nhớ đến một người bạn trong quân ngũ có lần làm ông suýt chết nếu ông không nhanh chân đứng lên khỏi cái ghế đang ngồi người bạn khi ấy bỗng dưng móc súng ra đùa rồi nói với ông mày ngồi im coi tao bắn cái chân ghế ông vừa đứng dậy thì tiếng súng chắc chúa vang lên viên đạn xuyên qua chỗ ông đang ngồi làm một cái lỗ tan hoắt người bạn mặt mày không còn chút máu đứng run rẩy ông cười may mà tao đứng lên kịp không thì toi đời mày cất súng đi dẫn tàu lao súng đạn có cô hồn đó sau này khi người bạn có con trai đã xin phép được lấy tên ông đặt cho đứa con đang đắm chìm trong ký ức thì trên tàu bỗng nhốn nháo ồn ào rồi tiếng la hét có tàu kia gần lắm mọi người đứng cả dậy đồng loạt hô tay loạn xạ rồi vẫy vẫy tay chiếc tàu vẫn lừng lững chạy qua ông nhổm dậy lột cái áo thun màu trắng nhầu nhĩ đang mặc ra khỏi người để lộ ra thân hình gầy gò, dơ xương vì đói và khát. Rồi ông tìm được một thanh củi hay cây gì đó trên tàu, buộc cái áo vào đó rồi dơ lên khua khua. Ông nói mọi người ai có áo màu trắng thì làm như ông, bởi đó là tín hiệu cầu cứu, may ra tàu nhìn thấy sẽ hiểu và quay lại. Người trên tàu nghe lời ông răm rắp điều kỳ diệu đã xảy ra chiếc tàu đã nhận ra tín hiệu và quay đầu hướng về con tàu vượt biên khi tàu gần tới và dừng lại những người thủy thủ đứng trên tàu hỏi vòng xuống bằng tiếng anh cả tàu nhìn nhau ú ớ hô hô tay ông vẹt đám đông rồi dùng hai bàn tay chụm lại trước miệng làm loa và dùng hết sức nói bằng tiếng anh thật lớn và trôi chảy ông nói với họ đây là tàu vượt biển tị nạn chính trị của người việt nam bị chết máy hết lương thực và cần sự giúp đỡ khẩn cấp họ thả thang dây rồi ra dấu chỉ mình ông leo lên đám đông bên dưới nói với theo anh gì ơi anh làm ơn nói họ vớt dùng mọi người mang ơn anh nhiều lắm ông nói mọi người yên tâm ông sẽ làm hết sức mình khi leo thang dây để lên tàu trên người ông chỉ còn mỗi cái quần đùi không còn lành lặn sau khi lên tàu ông tự giới thiệu là sĩ quan không quân việt nam cộng hòa đã từng du học ở hoa kỳ và đang trên đường vượt biên cùng mấy chục người xin được họ giúp đỡ vì tất cả đều đã đói khát và kiệt sức sau khi hội ý thuyền trưởng đồng ý vớt hết tất cả số người trên ghe vượt biên mọi người khỏi nói là họ vui đến mức nào lên tàu họ ôm và cảm ơn ông rối rít sau đó tất cả được chở qua phi luật tân một tháng sau ông được phía mỹ bảo lãnh đi mỹ định cư không lâu sau ông được nhận vào làm trong phi trường los angeles sau này ông trôi dạt qua khá nhiều tiểu bang. Cuối cùng thì ông làm quản lý khách sạn cho một người đồng hương tại New York. Rồi ông đột ngột qua đời ngày 9 tháng 7 năm 1995. Khi mất ông tròn 64 tuổi. Và người đàn ông đó là ba tôi.